nó rất là ngon nha. Chạy lâu lâu sửa thôi, thấy nó cũ, thấy nó lâu đời, nhưng mà với mình thì nó là một cái chiếc xe rất là kỷ niệm. Thì để làm kỷ niệm, chứ còn nếu mà bây giờ có bán thì chắc cũng không ai mua đâu. Trời ơi, tôi biết trước vậy tôi không chấp nhận làm review đâu. Xin chào quý vị. Hôm nay Tiết Cương đang ngồi ở một con đường của thành phố Hồ Chí Minh. Và Tiết Cương đang chờ đợi một đứa em, cũng là một người bạn trong nghề rất thân thiết, đó là nghệ sĩ Quốc Thuận. Hôm nay Tiết Cương hẹn nghệ sĩ Quốc Thuận ra đây là để giới thiệu cho mọi người biết chiếc xe của Quốc Thuận đang đi. Một chiếc xe mà Quốc Thuận rất thích và yêu thương. Chiếc xe này thì Tiết Cương cũng bật mí quý vị, đó là một chiếc xe này là bây giờ giống như là nó bị demod rồi, nó bị rớt giá đó. Và không biết là Quốc Thuận có biết hay không. Và Tiết Cương sẽ review cái xe này và sẽ chọc nghệ sĩ Quốc Thuận. Bây giờ chúng ta hãy đợi nghệ sĩ Quốc Thuận tới và xem Tiết Cương sẽ chọc nghệ sĩ Quốc Thuận như thế nào nhé. Đây, xin chào nghệ sĩ Quốc Thuận. Đúng giờ ghê ta. Quốc Thuận ơi, anh hẹn em hôm nay ra là anh muốn review cái xe em, giới thiệu cho quý vị khán giả biết chiếc xe kêu bằng chiếc xe chiến đấu của em hả? Đúng rồi, trời ơi, anh biết đã lắm á nghe. Xe này là em đi là cách đây là mười mấy năm rồi. Ôi, là đã lắm. Chiếc xe chinh chiến của em hả? Dữ luôn nha. Cái này người ta gọi là xe nái phải không Thuận? Đúng rồi. Rồi bây giờ giới thiệu quý vị, chiếc xe nái của nghệ sĩ Quốc Thuận là chiếc xe này đây. Wow, dữ lắm à. Mười mấy năm sao còn mới dữ vậy em? Em mới sơn lại. Mới sơn lại năm ngoái. Giới thiệu quý vị, con hả? Bản số 4 số luôn à. Biết rồi. Con ngựa chiến của nghệ sĩ Quốc Thuận đó chiếc là chiếc Novo LX bản số 67. 3677, trời số tiếng luôn hả? Đây là chiếc xe bản số 67, là xe quê hương, đứng tên quê hương của Quốc Thuận là ở dưới An Giang đó. Đây chúng ta sơ qua một chút xíu về chiếc Novo 4. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cận cảnh xe này và trò chuyện về nó nhé. I do it again. Bây giờ nghệ sĩ Quốc Thuận sẽ giới thiệu cho Tiết Cương và quý vị khán giả biết chiếc xe này là đã mua được bao lâu rồi không ạ? Chiếc xe này là mua mười mấy năm rồi. Đúng rồi. Mà của ông anh rể em cũng giống như là lúc đó em bị mất chiếc xe rim. Xong cái đi xe cánh nén. Cái đi xe cánh nén cái nó cứ cái xịt cái lụi hoài à. Với lại có một lần là xe cánh nén nó bị gây tai nạn. Cho nên là ông anh rể em nói thôi, xe không hên. Bây giờ để anh kiếm chiếc xe đổi cho mày. Chứ cái nữa là mình cũng diễn nữa, nên chiếc xe cho nó có bề ngoài xíu. Đúng rồi. Cho nên là ông mới mua một cái chiếc xe Novo LX 4 lúc đó là dữ lắm á nha. Trời, chiếc này hồi đó anh nhớ đập thùng là nó 30 mấy triệu á. Nhưng mà chiếc này là mua lại của người ta. Cho nên là cái giá trị nó khoảng chừng gần 20 triệu. Khoảng 20 triệu cách đây mười mấy năm, nhưng mà lúc mấy đó năm rồi, nhưng mà 20 triệu đó lớn lắm á nha. Chiếc xe này thì anh nhớ là nó khoảng 2008 á. Đúng rồi. Gọi là Novo 4. Là chính ra em đi mười mấy năm hả? Đúng rồi. Còn ngon lắm phải không? Trời ơi, nó rất là ngon nha. Chạy lâu lâu sửa thôi. Cái nữa là nó hơi uống xăng chút xíu. Trời mà ơi, thì xe tay ga phải uống xăng thôi. Không, thằng này nó uống dữ lắm. Đúng rồi. Thằng này nó uống như trâu uống nước vậy đó. Nhưng mà là không có sao cả. Mình đi làm, mình kiếm tiền thì mình cũng phải đổ xăng chứ. Đúng rồi, quý vị, trong dòng xe Novo á thì cái Novo 4 LX này á là Yamaha nâng cấp lên phiên bản 135 phân khối.
Trước đó là chỉ có đầu Novo 1 là có 110 thôi, 110. Rồi tới 125 và chỉ có phiên bản Novo 4 này á, nó lên 135. Rồi sau đó tới Novo 5, 6, 7 là nó trả lại 125. Đúng rồi. Thì có lẽ là do nó 135 nó bị tiêu tốn nhiên liệu nhiều quá. Thằng này nó giọt dữ lắm anh. Đúng rồi. Nó giọt dữ lắm rồi. Nó 135 thì tất nhiên nó là mạnh nhất trong dòng Novo rồi. Đó. Bây giờ chúng ta xem sơ qua chiếc xe nha. Sao nước sơn còn mới quá vậy Thận? Mới sơn năm ngoái. Sơn lại nguyên con. Nguyên con. Như té hoài à. Sao đi xe té hoài vậy? Tại mấy lần xịn. Trời ơi ông ơi, bây giờ có nghị định chăm chính phủ là không hết. Giờ hết dám nhậu rồi. Ừ đúng rồi. Mỗi lần nhậu thì là đi gáp, đi taxi cho chắc ăn ha. Chứ không có đi xe nữa, đi xe công an bắt. Đúng rồi, mình nghệ sĩ mình phải tuân thủ và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Bây giờ chúng ta hãy sơ qua chiếc xe chút xíu nha. Em nói em mới thay. Mà thấy mới thay luôn á. Ủa sao đồng hồ mới tin vậy? À, đồng hồ này em mới thay. Vậy hả? Còn cái đồng hồ cũ của nó là mấy cái số này nó mở trơn luôn rồi. Vậy cũ quá. Cái đồng hồ này nó là đồng hồ km sao nó không hiện ra cái này là nó điện tử hả? Điện tử. Wow. Nhưng mà cái này cũng mới thay luôn, mới thay nguyên cái đầu luôn. Tại vì lúc trước là nó mờ số chân luôn. Nếu vậy thì Yamaha nó đi trước Honda rồi. Tại vì anh đi E-Plus anh biết đời 2008 thì nó chưa có mặt đồng hồ điện tử gì đâu. Dạ. Bây giờ cái yên có chữ LX luôn hả? Không, yên này thay luôn. Ủa yên thay rồi hả? Thay luôn. Bật yên lên cho tôi coi chăm coi coi cớp nó như thế nào. Cớp bự lắm, để được hai nón bảo hiểm á. Ủa cớp mà có nắp đậy nè. Hai nón bảo hiểm luôn. Cái bình xăng nó chắc to tại vì nó tương đối hao nhiên liệu hả? Hôm nay á bình thường là đổ 50 nhưng mà giờ xăng nó đang xuống cho nên đổ 45.000 rồi đầy bình rồi. Vậy cũng đâu có hao lắm đâu. Đó. Đó. Cái bảng số này là có mua không? Không không. Dưới quê hồi xưa là đẹp quá vậy. Xưa là ông anh không biết nữa, ông bấm sao ra được cái số này á. Nên có hai cái cốp bên hông này để làm gì vậy? Bên đựng chai nước suối, bên để cái mắt kiếm. Bên này cái mắt kiếm. Đựng lắm. Cái này để treo nè. Cái này là cái ba ga phải không? Rồi, cái đèn xi nhan này Novo thiết kế lòi ra hả? Đúng rồi, ngon lắm á. Phía trước cũng lòi. Phía sau cũng lòi. Bây giờ Thận nổ máy cho anh nghe tiếng máy của nó coi còn ngon lành cặp đạo không? Ngầu lắm. Wow, 12 năm mà máy cũng còn được ha. Thử hoài à. Mà sao thấy nó hơi rạo rạo hả? À? Do nó bị dằn mấy cái độ nhựa nó. Nó giọt dữ lắm hả? Ồ, nó giọt nhanh lắm anh ơi. Ủa sao này có dây điện lòi tỉ ra là sao? Không biết nữa, mấy quỷ sửa xe nó làm sao mấy này để làm chữ đó. Ê, đây là toàn cảnh con chiến mã của nghệ sĩ Quốc Thận. Đã cùng nghệ sĩ Quốc Thận chinh chiến qua những chặng đường xa mà vẫn còn nguyên bản như vậy, chứng tỏ là nó cũng là ngon lành cành đào lắm nha bà con. Rồi. Chúng ta đã xem sơ qua con xế yêu của Quốc Thận. Ê mà anh thấy vậy nè Thận, cái xe máy mình á, đúng là nó rất tiện dụng ở đường phố Sài Gòn đúng không? Thì nghệ sĩ mình ai cũng có xế hộp hết, nhưng mà vẫn phải có một con xe máy ngon lành để chạy show cho dễ dàng. Nhưng mà anh thấy mọi người á, đa số ai cũng đi FH nè, hay là đi Vespa, ở Vespa hay Exciter cho nó dữ dằn dện. Sao em vẫn giữ cái con xế mà gọi là cũ kỹ của em vậy? Thứ nhất đây là chiếc xe hên của em. À, xe may mắn nha. Từ chiếc xe này mà em làm ra được rất là nhiều thứ. Cho nên nó là dưới một phần nữa, nó là chiếc xe kỷ niệm của anh rể em. Lúc đó cũng như là vừa bán mà vừa cho. Vậy cái thứ hai nữa là chiếc xe này á, nếu mà có đi đâu mà đậu ngoài đường á, nó không có mất. Đúng rồi. Mình mua càng chiếc xe càng mắc tiền thì mình càng phải để ý. Đúng rồi. Mình phải càng chăm sóc nó. Nói chung là vợ em nè, những người bạn bè của em cũng hay nói sao mà ông cũng nổi tiếng mà sao ông đi chiếc xe cũ quá vậy? Ông đổi đi. Đó. Ông bạn em là ông Minh Tuấn á, ông cũng hay đó. Rồi anh Bin đổi chiếc xe xịn đi chứ. Anh đi chiếc này tự nhiên ông thấy anh nó bị bình dân quá. Nó không sao cả. Tại vì mọi người nhìn thấy nó thấy nó cũ.
Thấy nó lâu đời nhưng mà với mình thì nó là một cái chiếc xe rất là kỷ niệm. Cái nữa là chiếc xe này nó gần như nó giống như một người bạn của mình. Anh tin không, có nhiều lúc em tâm sự em nói chuyện với nó đó. Rồi có một cái điều này nữa là em phải nói là em bị té xe hoài à. Nhưng mà em chỉ bị chạy xước nhẹ thôi. Còn nó thì bị chạy xước rất là nhiều. Đó, cho nên em rất tin, em rất quý nó, là bởi vì là nó coi như là nó ngã, nó gánh thay cho em. Cho nên là em không mê tín nha. Em không phải là một người mê tín, nhưng mà em rất tin. Em rất tin ở chỗ là gì? Chính nó là người đã đỡ cho mình. Thành ra là tại sao mình lại đẩy nó đi. Đó, em nói hoài, em nói là trừ khi nào mà nó không còn chạy được nữa và không còn phụ tùng thay thế nó, thì lúc đó em mới tính đến cái chuyện gọi là em cất kho. Cất kho để mình trưng bày. Đúng vậy, mà thậm chí em nói sau này mà nhà mà em mà lớn đó là em sẽ dựng, em sẽ để, em giữ nó luôn. Kiếm chỗ treo lên hả? Khi nào em chết thì ai muốn xử lý nó sao xử. Nhưng mà em còn sống là em sẽ giữ nó. Kính thưa quý vị, như vậy là chiếc xe máy đối với người Việt Nam chúng ta thì nó là một người bạn đồng hành, là một người bạn thân thiết, và nó còn có một chút gì đó nó gọi là nó tâm linh. Đúng không Thận? Thì đây là chiếc xe mà Thận, là từ một chiếc xe này mà Thận làm ra được nhiều chiếc xe khác. Đúng vậy. Thậm chí xe hơi và cả căn nhà mình đang ở cũng có từ nó ra. Cho nên Quốc Thận rất yêu quý nó. Cho nên thì Tiết Cương qua cuộc trò chuyện với Quốc Thận thì thấy đối với mỗi chúng ta thì chiếc xe nó giống như người bạn thân thiết. Và anh cũng xin cho Quốc Thận biết một ít thông tin về cái dòng xe Novo này ha. Được. Novo này là nó có mặt ở Việt Nam là 2002 á Thận. Là lúc đó đó là Honda còn đang loay hoay với cái dòng mà quay với Super Rim á, để chiến đấu với cái quay với Rim Trung Quốc. Thì lúc đó cái Novo mới đột phá. Đúng rồi, đột phá ra chiếc Taiga mà giá bình dân, và lúc đó tạo một cơn sốt trong giới trẻ với chiếc Novo 1 và tiếp tục những thế hệ Novo 2, 3 và LX, của em ít là 4. 4 là tới SX là 5, tới 6, 7 và cũng báo cho Quốc Thận biết là tới năm 2016 khi ra được cái Novo 7 thì Yamaha chính thức khai tử dòng Novo. Bởi vì nó thứ nhất là máy móc nó không thay đổi, thứ hai là kiểu dáng nó không phù hợp với nhiều tầng lớp ở Việt Nam và không cạnh tranh nổi với Everlast. Thì theo anh được biết thì trong thị trường bây giờ chiếc xe của Quốc Thận, giá thị trường bây giờ thì nếu mà có thể bán được chiếc Novo của LX của Quốc Thận thì giá khoảng 1,2 triệu. Thì chẳng anh em đây, nếu mà Quốc Thận nói chiếc xe này không bán thì để làm kỷ niệm, chứ còn nếu mà bây giờ có bán thì chắc cũng không ai mua đâu. Sao kỳ với anh luôn. Bây giờ anh hẹn em ra, anh nói là để quay một cái review một chiếc xe. Thì em nghĩ rằng là nó phải có một cái gì đó mà trân trọng. Cuối cùng cái này review hay dịp hàng đâu có. Có nghĩa là qua chiếc xe này Quốc Thận cũng gửi tâm tư tình cảm của mình đến chiếc xe cho quý vị khán giả biết. Và thật sự là Tiết Cương cũng chỉ muốn cho Quốc Thận biết là cái sự thật, cái dòng xe Novo này nó đã Tiết Cương làm, anh nói cho Thận biết là anh làm hai dòng xe. Thứ nhất á, cái là cái dòng xe là được gọi là huyền thoại, giống như 67, Rim, DD hay là Cup, là những dòng xe mà bền á, mà mấy chục năm vẫn chạy tốt và vẫn giữ giá và càng ngày càng cao giá. Còn dòng thứ hai là những dòng xe bị thất sủng, bị lỗi, bị mất giá và gọi là bị xã hội đào thải á. Là em là khách mời đầu tiên của dòng xe thứ hai đó. Xe mình dòng bị đào thải hả? Bị xã hội đào thải và xa lánh. Tôi biết trước vậy, tôi không chấp nhận làm review đâu. Cuối cùng chiếc xe mình nó rớt giá. Nhưng mà đâu nói có. Gì thì nói, có thể đối với bất kỳ ai, nó là một chiếc xe mà nó bị rớt giá. Và thậm chí là như anh Cương nói, có thể nó nằm một dạng là loại xe bị xã hội đào thải. Nhưng với Quốc Thận, đây là chiếc xe rất có giá trị. Đó, có khi nó giá trị với mình tôi ra được rồi nha.
Đúng dạ. rồi. À, với, có giá trị hay không là do chính bản thân mình nghĩ về nó thôi. À, Tiết Cương xin cảm ơn Quốc Thận đã cùng Tiết Cương chia sẻ với quý vị khán giả về chiếc xe Novo LX yêu quý của mình. Cái câu đó chưa là huyền thoại, chưa mới đủ. Là cái gì thôi à. Gọi chưa đủ huyền thoại mới gọi là thần thánh thôi. Xin rồi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào. Rồi, nhớ mọi người nhớ đăng ký kênh anh Tiết Cương nghe, và nhớ theo dõi tất cả những video clip của anh Tiết Cương và ủng hộ anh Tiết Cương nghe cả nhà. Xin chào.